Thanh Phú xin chào quý vị, chào tất cả anh chị em. Ngày mới Thanh Phú kính chúc quý vị cùng toàn thể anh chị em được nhiều sức khỏe. Tiếp tục cuốn video mới ngày hôm nay, Thanh Phú lại đến vườn cây cảnh của em Cảnh, địa chỉ là thị trấn Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Thì hôm nay em cũng chia sẻ gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em một số tác phẩm cây cũng tại vườn nhà. Rồi, sau đây Thanh Phú kính mời quý vị cùng toàn thể anh chị em mình cùng xem hết video và nhớ đăng ký kênh, bấm quả chuông có chữ tất cả để xem những video mới. Rồi, Thanh Phú xin mời quý vị. Chào ba đứa em. Chào anh Thanh Phú. Chào tất cả quý anh em yêu bộ môn nghệ thuật bonsai. Ngày mới nhà vườn cảnh bonsai xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý anh em yêu cây trên cả nước. Chúc tất cho tất cả quý anh em mình một ngày mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều năng lượng trong cuộc sống. Và đến hẹn lại lên thì ngày hôm nay cũng được anh Thanh Phú về đây để cùng chia sẻ đến tất cả quý anh em yêu cây trên cả nước những cái tác phẩm bonsai của vườn nhà. Tuần này thì nhà vườn cũng có một số tác phẩm rất là hay muốn gửi đến tất cả quý anh em yêu cây trên cả nước, và hy vọng rằng tất cả quý anh em mình sẽ chọn cho mình một tác phẩm mang về trưng bày cho ngôi vườn, ngôi nhà của mình ngày càng đẹp hơn. Và giờ mời quý anh em mình vào bên trong để nhà vườn phép chia sẻ một cách chi tiết hơn ạ. Rồi, mời em. Rồi, đầu tiên nhà vườn muốn gửi đến tất cả quý anh em đó là một tác phẩm Hải Châu. Đây là một dòng cây khá là đặc trưng của anh em miền Trung và cũng là một dòng cây đặc trưng của nhà vườn đó quý anh em. Đây cũng là một cây Hải Châu dòng lá sông cầu nha quý anh em. Dòng lá này trái của nó rất đẹp. Rồi anh em mình ngắm kỹ cái tác phẩm này. Đây là một cái tác phẩm Hải Châu mà nó có dàn gầm này anh em. Nhìn nó giống như là một cây xanh dáng làng. Đó, anh em nhìn cái dàn gầm rất là đẹp, có những cái rễ buông về Hải Châu mà nhìn nó vừa già cõi quý anh em, nó vừa có cái độ già và nó giống như một cây xanh đó. Có những cái rễ buông nhìn khá độc đáo, đây là một cái bành Hải Châu ngũ phúc nha quý anh em nha. Năm thân trên một cái bệnh như thế này, một cốt năm thân, cây rất già, Hải Châu rất già. Cái này thì dàn tây cành là hoàn thiện rồi nha anh em nha. Này thì mình chơi xong rồi về thời gian sẽ cho nhau mình xong. Trong này sẽ ra hoa ra quả rất đẹp quý anh em. Anh em mình ngắm cho thật kỹ tác phẩm, em xin phép đo thông số kích thước để anh em mình dễ hình dung. Hải Châu rất dè. Tác phẩm Hải Châu này có hành đế là 61 ạ. 61 hành đế. Hành thân là 58 nha quý anh em.
thành phân là 58. Chiều cao từ mặt chậu lên là 39. Và tán ngang của cây là 74. Đang nằm trong một chiếc chậu bát tiên hình Đồng Nai. Có kích thước là 35. 35 28 năm. Tác phẩm Hải Châu này nhà vườn giao lưu đến tất cả quý anh em mộ điều cây cảnh trên cả nước, giá là 8 triệu 500 ngàn đồng. 8 triệu 500. 8 triệu 500 ngàn đồng. Anh em nào yêu thích tác phẩm này thì cứ nhấc máy lên alo cho nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình. Nhà vườn có ship hàng toàn quốc đến tất cả quý anh em yêu cây trên cả nước. Một tác phẩm Hải Châu ngũ phúc năm thân, một cái bệnh rất già nha quý anh em nha. Đặc biệt cây này có cái dàn gầm phải nói cực kỳ ấn tượng, có những cái rễ buông giống như là những cây xanh đó quý anh em. Nên mình ngắm cho thật chi tiết. Đây là một tác phẩm này nói tiếp theo là một tác phẩm hoa giấy Mỹ. Đây là một cây hoa giấy Mỹ khá là duyên dáng và nghệ thuật nha quý anh em. Cây này nó có cái đường thân đi phải nói khá độc đáo. Đặc biệt là cái phần này quý anh em. Là cái từ cái phần đề ba ngay cái phần chân đế đi lên này tạo thành một cái đường co phải nói rất nghiệp. Cái này vừa chơi hoa mà nó cũng là một cây nghệ thuật nhìn rất là vui mắt. Có mấy cái chỏ thì khá ghét. Cây này đang chuẩn bị cho hoa nha quý thêm nha. Anh em nhìn kỹ đường thân của cây này đi rất ấn tượng. Đây là một tác phẩm hoa giới Mỹ nha quý anh em nha. Đó, anh em ngắm kỹ tác phẩm này, tác phẩm hoa giới Mỹ rất là nghệ thuật. Rồi anh em mình nhìn cho thật tỉ mỉ tác phẩm. Em xin phép đo thông số kích thước của tác phẩm hoa giới Mỹ nè. Hoành đế cái này là 48 nha quý anh em. 48 hoành đế. Đế 48. Rồi em xin phép đo ngay cũ ngay chỗ cái eo này ạ. 30 nha quý anh em. 30. Rồi em xin phép đo trên cái phần cổ quái này. Cổ quái này có kích thước là 48 nha quý anh em. Rất gọn. Và chiều cao của cây từ mặt chậu lên là 50. Tán ngang của cây là 54. Đang nằm trong một cái chiếc chậu tượng hàng Bát Tràng này quý anh em. Có kích thước là 25. 25. Tác phẩm hoa giới Mỹ này vườn giao lưu đến tất cả quý anh em yêu bộ môn nghệ thuật bonsai trên cả nước, giá 4 triệu 500 ngàn đồng. 4 triệu 500. Anh em nào yêu thích tác phẩm này thì cứ nhấc máy lên alo cho nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình. Nhà vườn có ship hàng toàn quốc đến tất cả quý anh em yêu cây trên cả nước ạ. Em cứ yêu thích tác phẩm nào thì cứ nhấc máy lên alo cho em. Từ những cái cây hàng bưng bê cho tới những cái cây hàng kích cẩu nha quý anh em nha, em đều vận chuyển đi đến tất cả mọi vùng miền trên cả nước. Rồi tiếp theo nhà vườn muốn gửi đến tất cả quý anh em đó là một tác phẩm cũng khá là quái quý anh em. Đây là một cây sơn trà. Cái này vừa độc đáo mà vừa dị nữa quý anh em. Cái này nó có cái đường thân đi phải nói đảo lách từ dưới lên trên rất đẹp. Cây sơn trà hàng bưng bê có một cái đường thân chạy quyện phía bên này nè quý anh, quấn hết vào với nhau khéo rất độc đáo. Niềm thắng lách từ bên dưới chân rễ này lách lên này, tạo thành những cái khuỷu ở ngay chỗ này, rất nhiều cái điểm khó nha quý anh nha. Đây là một cái cây mà phải nói bưng vào mà để vào những cái vị trí của ngôi vườn của mình nhìn khá sống động. Từ cái đường thân chạy ở giữa nối hai thân với nhau nè quý anh, nó vẫn có những cái điểm lượng rất là duyên. Anh em mình ngắm cho thật tỉ mỉ cái tác phẩm này.
Đây là một tác phẩm rất đáng để anh em mình sưu tầm, mang về trưng bày ở ngôi vườn của mình. Và những cái cây ở trong ngôi vườn đó là những cái cây này nhìn nó ấn tượng lắm anh em. Rồi anh em ngắm cho thật kỹ tác phẩm sơn trà này. Đây là một cây sơn trà nằm chậu khá lâu năm rồi nha quý anh em nha, cây thuần chậu nha. Đó, mặc dù cây tông cao như thế này nhưng mà anh em mình nó rất là chắc chắn, anh em mình xách thoải mái. Đây đó, mình xách cái cây không anh em. Đây thì rễ bây giờ nó bám hình như là toàn bộ vào cái phần chậu rồi. Những cái cây như thế này thì đặc biệt là sơn trà này anh em, thì nó là một trong những dòng cây rừng nên là nó rất khỏe, vô cùng khỏe luôn. Lá nó chuẩn bị ra, mình lệch hết lá, mình làm cái dàn xương dâm này chuẩn bị là nó sẽ phúng lên cái đọt non anh em, màu đỏ hết cây luôn, rất đẹp. Rồi anh em ngắm cho thật kỹ tác phẩm sơn trà này, em xin phép đo thông số kích thước của tác phẩm này. Cái sơn trà này nó có cái hành đế là 74, hành đế là 74 nha quý anh em. Đó, và hành thân nha, em xin phép đo cái hành thân ngay cái đoạn eo này nha anh em nha. Cái này là cái đường thân của nó là giống như là một cái nốt nhạc đó quý anh em. Hành thân là 14 nha quý anh em. Và chiều cao từ mặt chậu lên tới đỉnh là 87, một nốt nhạc quý anh em ạ. Cái dàn tán khung quý anh em, dàn tán khung của nó là 48, dàn tán xéo này quý anh em là nó là 69. Rồi đang nằm trong một chiếc chậu tròn, hàng giả cổ quý anh em, có kích thước là 35. Rồi anh em ngắm cho thật kỹ tác phẩm này, nhà vườn giao lưu đến tất cả quý anh em yêu cây trên cả nước giá 2.900.000. 2.900.000. 2.900.000 cho tác phẩm sơn trà này. Tác phẩm rất nghệ thuật, giá cũng rất là hợp lý và yêu thương này quý anh em. Cái nào nhà vườn thu vào giá hợp lý là nhà sẽ chia sẻ cho anh em mình giá hợp lý. Đây là một cái cây phải nói giá quá hợp lý luôn. Anh em mình ngắm thật kỹ tác phẩm. Anh em nào yêu thích tác phẩm này thì cứ nhấc máy lên alo cho nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình. Nhà vườn có ship hàng toàn quốc đến tất cả quý anh em yêu cây trên cả nước. Tiếp theo nhà vườn muốn gửi đến tất cả quý anh em đó là một tác phẩm khế gân. Đây là một cái cục khế gân nhìn nó rất là nạt nha quý anh em nha, không mạch két luôn, không vừa mạch két nó không có mà nhìn nó cái độ dì nó rất là ok nha quý anh em nha. Phần chân đế cũng khá là ấn tượng. Đây là một cây khế gân nha quý anh em nha, phần bề này phải rất to nha. Cái này phải một người bưng, mà một người bưng phải thiệt là khỏe mới bưng nổi, còn hoặc là phải hai người. Anh em mình ngắm nhìn cho thật kỹ tác phẩm khế gân, có cái dáng giống như là hình thú này, giống như một con cốc vàng này. Phần chân này nè, phần chân nó chạy đi rất là đều nha, từ cái chân trước cũng vậy nè. Nhìn cái đường đi của cây nhìn rất độc đáo, có những cái đường chuyển của cây cũng khá khéo. Rồi anh em mình ngắm cho thật kỹ cái tác phẩm này, cái cục khế gân rất nạt rất to, cái này thì giá cũng rất là yêu thương cho anh em mình thôi. Đồ hang hóc với anh em liền là còn rất nạt. Rồi anh em ngắm thật kỹ á, em xin phép đo thông số kích thước để anh em mình hình dung. Thành bề của cây là 90 nha quý anh em nha, 90. Em đo này là cũng chưa có hết thành bề để nó có cái tượng nha. Rất to, chín mấy mà cho nó 90 thôi. Cốt eo 60 nha quý anh em, anh nghe cho cái eo này là 60. Chiều cao từ mặt chậu lên tới đỉnh là 41 nha quý anh em, và tán ngang của cây là 63.
đang nằm trong một cái chậu Elip giả cổ có đường kính là 55 quý anh em, 55 chiều ngang là 38. Tác phẩm này nhà vườn giao lưu đến tất cả quý anh em giá là 3.900.000 đồng, 3.900. 3.900.000 đồng cho tác phẩm khế này. Anh em nào yêu thích tác phẩm khế này thì cứ nhấc máy lên alo cho nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình. Nhà vườn có ship hàng toàn quốc đến tất cả quý anh em yêu cây trên cả nước ạ. Tác phẩm khế rất độc đáo, giá cũng cực kỳ hợp lý nha quý anh em nha. Rồi anh em mình ngắm kỹ một vòng nữa tác phẩm 3.900.000 đồng cho tác phẩm khế này. Anh em nào yêu thích thì cứ nhấc máy lên alo cho nhà vườn. Rồi tiếp theo nhà vườn muốn gửi đến tất cả quý anh em đó là một một tác phẩm nguyệt quế lá sáng bông chùm nha quý anh em. Cây nguyệt quế dòng lá sáng bông chùm cây cũng đang cho hoa quý anh em. Cây nguyệt quế có gồng chữ C rất đẹp, rất đẹp, có gồng chữ C rất khéo nha quý anh em nha. Và cây này nó dẹp nữa, cây quế này thân nó là thân dẹp nữa quý anh em, rất là độc đáo. Đặc biệt cái phần chân đế chạy cái phần chân đế vừa chạy lên nó có một cái điểm phải nói rất nghiệt nha quý anh em nha. Đây điểm nào phải nói là một cái điểm rất độc đáo của cây này đó. Anh em nào mà chơi hàng mà bưng bê những cái cây như này nó có những cái điểm mà gì như thế này nó rất độc đáo. Đường thân của nó, cây này nó lớp từ dưới nó lớp lên, nó tạo thành một cái gọng chữ C, một cái tay phóng cũng khá là đều. Rồi anh em mình ngắm nghi nhìn cho thật tỉ mỉ cái tác phẩm nguyệt quế này, nguyệt quế lá sáng bông chùm. Dòng này là dòng bông chùm nha quý anh em. Rồi anh em chiêm ngắm cho thật kỹ tác phẩm nguyệt quế này. Nguyệt quế có cái chân bề khá độc đáo, đường thân đi cũng rất đẹp. Coi một người bê nha quý anh em. Cái này vào cái kích chậu LED một người bê. Đế to. Cái này hành đế là 74 nha quý anh em. Hành đế là 74. Hành chỗ này là 33 nha quý anh em. Và hành ngay chỗ eo này là 19 quý anh em. Chiều cao từ mặt chậu lên tới đỉnh là 53. Và tán ngang của cây là 62 quý anh em. Tán ngang 62 đang nằm trong một cái chậu vuông rất đẹp. Có đường kính là 35 vuông. Đường kính 35 vuông tác phẩm nguyệt quế này nhà vườn giao lưu đến tất cả quý anh em. Giá là 8.500.000 đồng. 8.500. 8.500.000 cho cây nguyệt quế này. Cây nguyệt quế rất xanh, rất thơm. Giá cũng rất yêu thương quý anh em, giá cũng rất hợp lý. Rồi anh em ngắm cho thật chi tiết tác phẩm coi có cái đường thân đi đẹp lắm quý anh em. Tiếp theo nhà vườn muốn gửi đến tất cả quý anh em đó là một tác phẩm kim quýt dáng bay, anh em người ta còn gọi là dáng hành đây quý anh em. Cây bay rất đẹp. Cái này thì đặc biệt nó có cái đường thân đi rất uyển chuyển nha quý anh em. Để mà có một cái cây kim quýt mà có những cái đường co mà nghịch như thế này nuôi phải nói là bạc tóc đấy. Cây này rất lâu năm rồi quý anh em nha. Cây kim quýt này tuổi đời của nó phải vài chục năm. Đặc biệt là cái bộ chân đế phải Đẹp nói không? rất duyên và rất khéo nha quý anh em nha. Chân rất đẹp, rất gấu. Quý anh em mình nhìn kỹ nha, chân cũ nhìn rất nghiệt, bám một cái viên đá thấm thủy đây quý anh em. Cây này thì nó phải nói nó nằm chậu và người ta đưa ra đất người ta nuôi rất nhiều năm rồi, nằm trong một cái viên đá thấm thủy rít hết nha quý anh em nha, toàn bộ bám hết rít hết vào tạo thành ra
cái ức này, cái gầm, anh em nhìn cái phần gầm này, phần gầm của cây nó có những cái rễ đi rất chi tiết, rất đẹp. Đây ta xây dựng cái dàn chân ra là ngày xưa người ta xây dựng anh em, rất là khéo. Những cái rễ này người ta cũng làm này, phần chân ở trong là rất nẹt nha quý anh em nha, có cái đường truyền chạy lên. Cây được làm theo cái lối lốt tàn Indo này nha quý anh em, nhấp nhô này. Phần bông tán cũng khá điệu. Rồi anh em mình ngắm cho thật kỹ, thật chi tiết cái tác phẩm kim vít này, khá to nha quý anh em nha, cây rất to. Anh em ngắm cho thật chi tiết cái tác phẩm kim vít. Em xin phép đo thông số kích thước, cây nhìn rất gấu. Cái này có hành đế là 93 nha quý anh em, 93, hành đế khá to. 93, hành thân là 30 quý anh em, thân là 30, chiều cao từ mặt chậu lên tới đỉnh là 50 quý anh em, và tán ngang của cây là 86, đang nằm trong một cái chậu Đồng Nai, hai đầu bợm chậu vuông quý anh em, có kích thước 40 vuông, 40 vuông. Rồi anh em mình ngắm cho thật kỹ tác phẩm, tác phẩm kim vít này thì vườn giao lưu đến tất cả quý anh em yêu cây trên cả nước, giá là 13 triệu. Rồi anh em ngắm cho thật tỉ mỉ á, 13 triệu cho tác phẩm này. Anh em nào yêu thích tác phẩm kim vít này thì cứ nhấc máy lên alo cho nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình. Nhà vườn ship hàng toàn quốc đến tất cả quý anh em yêu cây trên cả nước. Rồi tiếp theo đó là một tác phẩm nghiệp quế, cũng là dòng lá sánh bông chùm nha quý anh em nha, dòng mà dòng lá nhỏ. Đây là một cây nghiệp quế trực bút mang nha quý anh em, một cây da trực bài, tay cành đóng rất chuẩn nha, một cây nghiệp quế rất đáng để anh em mình sưu tập này. Cây này là kích một người bê, cây lùng lực nha quý anh em nha, hàng nói khá là độc đáo á. Cây bài, cây này thì chân bờ là nó bấm hết nha quý anh em nha, nó bấm xuống hết toàn bộ mạch thiệu ra là nó chạy rất là khỏe. Tay một và đóng cũng khá duyên quý anh em, tay một và tay phóng đóng khá là ấn tượng đó, cành phong mà đóng cũng rất chuẩn xác nha quý anh em nha, cây tỷ lệ vàng nha, cành phong phần chân bờ rất đẹp, đến 24 giờ này quý niệm phải đít buồn ngọn chỉ. Rồi anh em ngắm cho thật chi tiết cái tác phẩm Nguyệt Quế này, cây hàng lùng lực nữa quý niệm nha, chưa tới hai gân tay. Anh em mình chiêm ngắm cho thật kỹ tác phẩm này, đây là một cái cây Nguyệt Quế khá đẹp. Tỷ lệ tay cành đóng cũng chuẩn lắm anh em. Anh em làm tín đồ của những cái cây hàng bưng bê, anh em mà có nhà mà không có không gian rộng lắm anh, cây này là đúng bài. Hoành bê cái này là 62 nha quý em, 62 hoành đế. Thành thân của cây là 39, 39 thành thân là 39. Chiều cao của tác phẩm này là 32 nha quý anh em, theo là 32 và tán ngang của cây là 59 quý anh em, tán ngang 59, đang nằm trong một chiếc chậu vuông có cái đường kính là 35 vuông. Tác phẩm này nhà vườn xin giao lưu đến tất cả quý anh em, giá là 14 triệu 500 ngàn, 14 triệu 500, 14 triệu 500 cho tác phẩm nghiệp quế lá sánh bông chùm này. Coi nghiệp quế tỷ lệ đóng rất là ok quý anh em, tay đóng không bị lỗi nha, tay đóng rất chuẩn. Coi bài, coi khá to quý anh em, hàng lùng lực một người rất đẹp, tay chốt đóng chấm hết rồi quý anh em. Đây là một tác phẩm phải nói hàng đúng hàng sưu tầm. Anh em chìm ngắm cho thật kỹ tác phẩm này,
Nên nào mà yêu thích tác phẩm này thì cứ nhắc máy lên, alo cho nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình. Nhà vườn có ship hàng toàn quốc đến tất cả quý anh em yêu cây trên cả nước. Rồi tiếp theo nhà vườn muốn gửi đến tất cả quý anh em, đó là một tác phẩm mê quý anh em, một cây mê Thái cọc đỏ quý anh em nha, cây mê dáng huyền, cây mê dáng đổ treo quý anh em. Đây là một cây đổ treo giống như nó đổ từ trên một cái vách núi quý anh em, rơi xuống rất ấn tượng, cây rất liền lạc quý anh em nha. Đặc biệt cái bộ chân đế nó nhìn nó đổ treo nhìn rất có duyên, vừa có duyên mà nhìn nó rất là có hồn quý anh em nha. Cây này đẹp kể cả hai mạch luôn, cái phần cũ quý anh em, cây già kinh luôn, cây mê mà nó già tới cỡ này quý anh em, đường thân của nó rơi từ trên xuống này, anh em thấy chưa, nó đổ rất nghệ thuật. Cây đổ treo mà nó có một cái tay hồi đầu về này, khá là ấn tượng. Bộ chân bệ này, anh em thấy bộ chân bệ nó chạy xuống tạo thành một cái cây đổ phải nói rất ấn tượng nha quý anh em. Cây già sạch dai nha quý anh em nha, cây không còn dây nhôm dây kẽm gì hết, rất già. Đèn xương dâm này quá già rồi chứ không phải là già nữa nè, cây đẹp hai mạch luôn quý anh em. Nhìn cái đường đi của cái mạch bên này nhìn còn ấn tượng nữa quý anh em, mạch lưng nó cũng đẹp này đó anh em, nhìn cái mạch lưng này nó có hai cái đường đi, nó có hai cái rễ này nằm khá lâu dưới đất này, tạo thành cái đường đi của thân của nó nhịp nhàng cực kỳ luôn đó. Dưới này là một cái củ nha quý anh em, dưới này là một cái củ quái nữa, mê đế khế tây, mà đặc biệt là cái mê này vừa có dàn tây vừa có dàn đế, và đặc biệt có một cái bộ củ rất đẹp. Để mà sở hữu một cây mê dáng huyền mà độc đáo như thế này mang về vườn nhà của mình thì tuyệt vời rồi anh em, mê dáng huyền quá sơ quá đẹp. Em ngắm cho thật chi tiết cái tác phẩm mê này, mê dáng huyền quá độc đáo, đáo quá lạ như quý anh em nha. Cái này nó vừa đế này vừa thân chạy đẹp này quý anh em, có những cái đoạn nu già nổi những cái đoạn nu nu, và đặc biệt là nó có củ nữa quý anh em đó, kết hợp mà phải nói tuyệt vời, củ kỳ mỹ đạt đủ tiêu chí của một tác phẩm bonsai đẹp nha quý anh em nha. Rồi anh em mình ngắm cho thật kỹ tác phẩm nè, em xin phép đo thông số kích thước của cây mê nè, cây này có cái hành đế là 64 nha quý anh em nha, 64 hành đế, đế là 64. Em xin phép đo ngay củ ngay chỗ này nha quý anh em, ngay cái đoạn rơi từ ở trên rơi xuống này là có cái hành ngay chỗ cái đoạn khó này là 46 quý anh em, 46 và đoạn ngay củ quái này luôn nha quý anh em nha, thành thân ngay chỗ cái củ quái này luôn, 30 nha quý anh em, 30 củ là 30, đồ treo quá nghệ thuật, từ mặt chậu lên đỉnh là 20 nha quý anh em. Và dàn tàn của coi đổ từ đỉnh xuống là 75 quý anh em, 75 đang nằm trong một chiếc chậu Đồng Nai có kích thước là 24 quý anh em, chiều cao luôn em, vuông 24 và có chiều cao là 41 năm, chiều cao là 44 năm. Em ngắm cho thật tỉ mỉ cái tác phẩm này, tác phẩm là nhà vườn giao lưu đến tất cả quý anh em một điều cây cảnh trên cả nước, giá là 22 triệu 500, 22 triệu 500, 22 triệu 500. Anh em nào yêu thích tác phẩm này thì cứ nhấc máy lên, alo cho nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình. Nhà vườn có ship hàng toàn quốc đến tất cả quý anh em yêu cây trên cả nước ạ. Vì quá khéo quá độc đáo quý anh em. Rồi anh em ngắm một lần nữa cho thật chi tiết tác phẩm này ạ. Tác phẩm phải nói rất rất đáng để anh em mình sở hữu và sưu tầm mang về vườn nhà của mình, cây dáng huyền mà đổ treo nghệ thuật tới mức này quý anh em, liền lạc. Rồi tiếp theo nhà vườn cũng gửi đến tất cả quý anh em, đó là một siêu phẩm quý anh em, đây là một tác phẩm dúi. Cái này thì nằm chậu và được xây dựng cái dàn bông tây này phải nói rất là nhiều năm quý anh em,
phải từ phải gần 20 năm. Tay chân của nó là bây giờ nó cù mà nó già, phải nói là lên san hô hết rồi nè. Cái dạng tay dạng cành đó. Nó già tới mức này, da của nó là dúng lại hết luôn quý anh em. Cây rất trắng, nhìn rất thơm. Cây dáng siêu hồi đầu. Cây này thì phải nói cái đường thân của nó chạy quá độc đáo luôn. Từ cái đường thân cho tới cái tay hồi anh em, người ta làm phải nói rất chi tiết và rất tỉ mỉ. Cái này là mình cũng may mắn được sở hữu lại thôi. Đây là một tác phẩm, phải nói một tác phẩm quý á. Cây phong tranh dáng siêu hồi đầu, đường thân cái này thì đi thì phải nói độ đẹp chấm hết. Và cái cổ anh em nhìn cái cổ tỷ lệ đóng này, để đóng này anh em nhìn mà nó to bằng cái hơn cái cổ tay của mình à. To cỡ này thì anh em biết mà nuôi cái tay hồi đầu về đây mà nó vót ngọn này. Đó, mang miếng họ làm tỷ lệ rất đẹp đó, cái dàn tay anh em qua phúc trên này là trồng dinh luôn. Cái này là mỗi cây phải nói là mang đi triển lãm cũng là đứng trong những cái hàng ngũ những cái cây kia, nó nằm vào top cây quái không quý anh em, vừa quái mà vừa tranh nữa. Những cái cây này thì anh em mình mang đi chơi đi triển lãm thì tuyệt vời rồi, cây sạch sẽ không còn dây nhôm dây kẽm gì hết, tay cành chốt đóng rất ổn định, rất to nha anh em. Cây bằng bắp tay mình hết cúc tay á, cây nằm chậu rất lâu năm. Dòng này thì nó già phải nói chấm hết luôn quý anh em. Cây siêu hồi đầu, cái này nó thuộc cũng là hàng kích, gọi là kích cấu, kích cấu là nằm trong cái top cây đẹp của quý anh em. Cây chuối này thì nó mất tốn rất là nhiều thời gian và công phu để tạo tác của quý anh em nha. Tất cả các cái dàn tay này là người ta ngày xưa người ta xây dựng, người ta làm rất kỹ nha, lách toàn bộ hết tay già cù hết nha anh em nha. Đó, và dưới bên dưới này thì họ từ bên trên này họ làm mảng miếng rất đẹp, có những cái cành buông rất độc đáo, vót ngọn hết nha anh em nha. Bên dưới này xây dựng hai con tử nha anh em nha, bên dưới này là xây dựng hai con tử này cũng rất là già nha anh em nha. Hai con tử này cái dàn dâm của nó phải nói chấm hết luôn rồi. Làm đi theo đường thân nha quý anh em, cái phần này làm theo đi theo cái đường thân luôn, hoặc đi theo cái đường thân đường truyền của thân luôn, vẫn là cái cây siêu hồi đầu về luôn. Ở dưới bên bên dưới này là vẫn con tử vẫn xây dựng theo cái lối đó, vẫn là xây dựng theo cái lối của cây siêu hồi đầu. Quá đẹp, Dạ, dàn xương cây dâm. bố cục phải nói rất chặt chẽ, cây dưới mà bố cục mà nó rõ ràng và chặt chẽ như thế này anh em, tay cành chốt đóng âm dương này, cành lốt những cái cành lưng này để xuống nó tạo cho một cái cây, nó tạo cho một cái bộ bóng rất là okay. Nhìn tổng thể cây anh em, nhìn ở ngoài nhìn cái tổng thể và cái tỷ lệ cây nhìn rất ấn tượng nha. Để mà sở hữu cho mình một cái cây dúi như thế này phải nói rất là xứng đáng đồng tiền bát cạn. Cây vót ngọn nha anh em nha, cây vót ngọn thì độc đáo lắm à, anh em thấy toàn bộ tỷ lệ đóng đó. Giữa những cái chốt tán mà đóng họ lốt từ bên trên họ lốt bóng đạp bóng với nhau này nè, từ trên đạp xuống đây mới vào chuẩn bị đây, nó ra đều lá hết vừa bấm hết lại anh em, ra đều hết là anh em nhìn thôi chứ tuyệt vời luôn. Rồi anh em mình ngắm nhìn tổng thể lần nữa coi cho nó rõ ràng và tỉ mỉ hơn về bố cục cây cũng như là phần bóng cũng như bông tán của cây một lần nữa. Cây thì nói tới độ già thì đưa sát máy vào là anh em mình cũng thấy được rồi đó. Rồi bây giờ thì nhà vườn cũng xin phép đo thông số kích thước của tác phẩm này để anh em mình dễ hình dung. Biết không? Rất nghệ thuật với niệm. Phần bờ của cái này nha quý anh em nha là 2 mét 24,
2m24. 2m24. Trên là 1m50 cho quý anh em nha. 1m50. Rồi em xin phép đo cái hoàn thân cho quý anh em nha. 40 nha quý anh em. 40 thân. Chiều cao từ mặt chậu lên tới đỉnh. 1m47 nha quý anh em. Cao 1m47. Cao là 1m47. Và dàn tán quý anh em. Mét 6 nha quý anh em. 1m6. Đang nằm trong một chậu Trung Quốc. Đang nằm trong một cái chậu Trung Quốc đắp nổi. Hoa mẫu đơn nha quý anh em nha. Đắp nổi mà cái hàng này thì hàng tàu đắp nổi cũng khá là lâu rồi quý anh em. Em đo chậu luôn giúp một chậu rất đẹp. Chậu này là cũng khá nhiều tiền quý anh em. Một chậu này cũng mấy chục triệu một cái. Kích thước của chậu là 1m20, 1m21 nha quý anh em. 1m21. 1m21. Chiều dài. Chiều dài. Và chiều ngang của chậu là 74. Ngang của chậu là 74. Đây đây Hoàng Anh Mộc quý anh em. Tác phẩm này anh em nào thật sự sự yêu thích và thiện chí với tác phẩm này thì cứ nhấc máy lên alo với nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình để thương lượng về giá. Nhà vườn có ship hàng toàn quốc đến tất cả quý anh em yêu bonsai trên cả nước. Anh em ngắm nhìn cho thật tỉ mỉ một lần nữa tác phẩm Hoàng Anh Mộc này. Anh em nào thật sự yêu thích thì cứ alo cho nhà vườn. Và thời lượng chương trình đến nay thì cũng khá là dài rồi quý anh em. Nhà vườn cũng xin phép dừng chương trình báo giá của nhà vườn tuần này tại nơi đây. Một lần nữa thì cũng không quên chúc cho anh Thanh Phú được nhiều sức khỏe và cũng cảm ơn anh đã tạo điều kiện để nhà vườn cảnh bonsai được phép chia sẻ đến tất cả quý anh em yêu cây trên cả nước những cái tác phẩm bonsai của vườn nhà. Cũng chúc cho tất cả quý anh chị em mình thật nhiều sức khỏe và sẽ lựa chọn cho mình những cái tác phẩm ưng ý để mang về trưng bày cho ngôi vườn cũng như ngôi nhà của mình ngày càng đẹp hơn. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong cuốn video mới nhất. Rồi, chào em. Rồi, thời lượng cũng khá dài. Thanh Phú xin phép dừng cuốn video lại. Một lần nữa chân thành gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em rất nhiều. Và đừng quên đăng ký kênh, bấm quả chuông, và chữ tất cả để xem những video mới. Rồi, Thanh Phú xin chào quý vị.